Hello, xin chào mừng anh em đến với kênh hướng dẫn của công ty OBD Việt Nam. Và hôm nay thì Cường xin hướng dẫn anh em sử dụng cái phần mềm Kia GDS để tra cứu và chẩn đoán cái dòng xe Kia Morning. Xin mời anh em cùng trải nghiệm Cường trên cái máy tính ạ. Vâng, đây là cái phần mềm của Hyundai Kia GDS. Thì cái phần mềm này có thể anh em dùng chẩn đoán và tra cứu. Khi anh em dùng chẩn đoán thì anh em nhìn thấy cái VCI ở trên này nó bấm on, anh em vào chọn vehicle là chọn xe, rồi chọn hệ thống là được. Và hôm nay thì Cường hướng dẫn anh em sử dụng cái tính năng ở trên cái phần mềm này. Ở phần dưới này nó có 4 phần chính: operation là cái chuẩn bị, diagnostic là chẩn đoán, vehicle management là cái này tính năng nâng cao, repair là sửa chữa. Ở cái tính năng operation này là cái tính năng chuẩn bị thì có vehicle info là thông tin xe, hotfix là tìm kiếm sửa chữa nhanh, buy DTC là tìm kiếm cái mà lỗi đó, buy Satan là tìm kiếm cái triệu chứng, buy model là tìm kiếm theo model xe, buy VIN là tìm kiếm xe số VIN. Cái phần thứ hai là cái phần diagnostic là cái phần chẩn đoán, thì ở đây bên dưới này là có basic inspection là cái này là chẩn đoán cơ bản, DTC analysis là chẩn đoán mà lỗi, data analysis là cái phân tích dữ liệu động, car analysis là cái phân tích cái trường hợp có sẵn, Symptom Analysis là cái phân tích cái triệu chứng có sẵn, Flight Recover là ghi lại những cái dữ liệu, Oscilloscope là cái này là tính năng đo xung. Thường thường anh em dùng cái tính năng này anh em phải có một cái bộ đo xung, đó là một cái tool Oscilloscope. OBD2 là cái này là anh em đọc lỗi chung, OBD2 đọc lỗi cơ bản. Cái phần thứ ba là Vehicle Management là cái phần tính năng nâng cao này, thì có cái phần ECU upgrade là cái này là update cái hộp ECU, ID register là cái này là đăng ký cái mã ID của kim phun, đăng ký mã ID kim phun của máy dầu. Option shipment là cái này đăng ký người dùng, data shipment là cái này là cái đăng ký cái dữ liệu, inspection test là kiểm tra cái cơ cấu chấp hành, ECU mapping verification là cái thông tin sửa chữa của cái hộp ECU. Cái phần thứ tư là repair thì là cái phần sửa chữa chính của anh em. Park catalog là cái phần này là phần tra cứu mà phụ tùng. Anh em phải online, ở đây có dấu than là anh em phải online mới tra cứu được. Red selectment là cái này thay thế bộ phận này. Component info là thông tin các bộ phận. Nó circuit diagram sơ đồ mạch điện, labor time là tính toán giờ công. Cái này là nước ngoài người ta dùng nhiều, ở Việt Nam thì chỉ là tham khảo thôi. Còn những cái thanh bên dưới này là tương tự như thanh bên trên, ví dụ manual là sửa chữa này, TSB là cái bản tin kỹ thuật, cái này cũng là online mới có nhé. Car analysis là cái phân tích cái triệu chứng có sẵn, DTC là cái phân tích mã lỗi này, nó tương tự DTC analysis này, current data là cái là phân tích cái dữ liệu động đó, action test là kích hoạt, fly record ghi lại cái dữ liệu này, oscilloscope là cái này là phân tích đo xung á đó, fault code searching là tìm kiếm cái mã lỗi. Thì tương tự ở cái tính năng bên dưới thì là bên dưới này nó rút ngón ngắn lại. Và bây giờ thì tôi sẽ dùng cái phần mềm này để tra cứu cho anh em hai phần chính, đó là tra cứu bằng sơ đồ mạch điện và tra cứu bằng mã lỗi là anh em dùng nhiều nhất. Tôi sẽ vào cái phần manual này. Ở trong cái phần manual tra cứu sửa chữa này thì có sub manual là tra cứu sửa chữa chung. Đó, ETM là cái tra cứu sơ đồ mạch điện này, DTC guide là tra cứu theo mã lỗi, Symptom là tra cứu theo triệu chứng. Rồi, Red Selectment là cái này là tra cứu bộ phận á. Component information là thông tin các bộ phận, body là repair. Tôi sẽ vào cái phần ETC sơ đồ mạch điện, tôi chọn Kia Morning. Như lúc đầu tôi nói rồi, Kia Morning là Picanto đời 2011, anh em chọn 2011, động cơ xăng cam đơn SODC, tra cứu cái hệ thống ABS anti-lock braking system này. Đấy, anh em thấy cái sơ đồ mạch điện nó khá là rõ và chi tiết, anh em to lên, anh em zoom in lên. Đấy. Sơ đồ mạch, đây là cái sơ đồ mạch điện của cái hệ thống ABS. Đó, anh em muốn kiểm tra cái jack nào anh em bấm vào đây này. Đây là cái chân jack. Đây à. Location là cái vị trí của cái jack đó, anh em có thể là to lên. Vị trí cái jack. Đó, zoom out đi. Đây là harness là bỏ dây. Rất là nhiều, anh em có thể là dựa vào cái vị trí này để tìm kiếm, anh em có thể dựa vào bó dây để anh em đo đó. Anh em có thể là dùng ở đây là anh em có thể là tra cứu bằng cách là tra cứu bằng mã lỗi
Đây, anh em bấm vào đây cái mục này. Đây này, DTC Guide này, ta tìm kiếm bằng mã lỗi á. 2011 này, động cơ xăng này. Ta cứ mã lỗi liên quan hệ thống ABS này. Đây. Đây là một cái bảng danh sách những cái phần cái mã lỗi trong mình để mình kiểm tra. Anh em kéo to cái phần mã lỗi lên. Với cái phần mềm này thì nó giúp anh em mình vừa chẩn đoán vừa tra cứu được rất là tiện luôn. Có cái mũi tên này anh em bấm vào đây, anh em kéo ra rộng ra đây. Đấy. Ví dụ như tôi muốn tìm cái mã lỗi cái con wheel speed sensor from left rear này, cái con cảm biến phía trước á, phía trước bên trái á, ở đây là cái thông tin của cái con cảm biến này. Anh em kích vào đây. Nó sẽ hiển thị cho mình. Đấy, là cái thông tin. Dưới này là một cái số cái thông tin cách kiểm tra rồi cách đo rồi cách chẩn đoán vân vân. Đó là cái cách để anh em mình tra cứu mã lỗi. Đó, khi anh em làm xong thì anh em thoát ra thì anh bấm tắt vào đây. Đó, nó quay về cái màn hình chính. Thì anh em muốn tra cứu cái tính năng nào thì anh em có thể dùng một tính năng đó. Và hôm nay thì tôi xin giới thiệu qua những cái tính năng cơ bản để khi nào anh em sử dụng tới cái phần mềm Kia GDS này, anh em có thể là biết được. Có những cái tính năng anh em ở thị trường Việt Nam ít dùng, nhưng mà anh em tập trung chính là cái tính năng vehicle là chẩn đoán này, và thứ hai là tra cứu. Tra cứu thì tra cứu số đồ mạch điện, tra cứu cái mã lỗi, rồi tra cứu những cái triệu chứng có sẵn. Ở trong hàng thì anh em hay dùng cái phần mềm Dosung Oscilloscope và cái tra cứu tra mã phụ tùng này dùng rất nhiều, nhưng người ta sẽ có tài khoản và có tool. Vâng, Cường vừa hướng dẫn cho anh em sử dụng một cái số tính năng ở trên cái phần mềm Kia GDS. Hy vọng là anh em có thể dùng những cái tính năng này để ứng dụng vào trong cái công việc sửa chữa, tra cứu. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã quan tâm và chia sẻ ủng hộ công ty OBD Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.